Thôn Nam Trà là một cái thôn của xã An Trà được thành lập từ năm 1959. Qua một thời kỳ phát triển đã gần 60 năm. Cách đây khoảng 7 năm thì chuyển đổi từ thị trấn nông trường quốc doanh Hàng Tư sang Ủy ban nhân xã An Trà. Nhân dân ở đây chủ yếu là liên kết với công ty chè Hà Tĩnh để sản xuất cây chè, liên kết với công ty cao su của Hà Tĩnh để làm mủ cao su. Còn số còn lại là sản xuất kinh tế bằng vườn hồ. Tôi đây là nhiệt độ là hơn khế là 39-42 độ, rất là nóng, cho nên nhường bê tông hóa quá thì thành rất là nóng, cho nên là trên năm 2014 thì bắt đầu trồng toàn bộ trong cái thôn đấy là 15-16.000 mét bờ rào cây xanh này, đập bờ tường rào, bờ tường xây đấy, làm bờ tường đấy này. Mỗi nhà là hàng tháng. Như bên đó là nhà bên ở phạt, mà bên đi nhà bên phạt tốt như thế thì chuẩn bị mãi một tài phạt. Rồi nên là tự nguyện thôi. Mình đẹp cho mình, đẹp cho xã hội, đẹp cho bản thân, đẹp cho gia đình thì mình phải làm thôi. Sáng mai giờ là nhà nó cũng quẹt, nhà bên này đi vắng, nhà bên đi quẹt giúp. Bữa sau nhà ông bà đấy đi vắng thì nhà bên này quẹt, lại quẹt sang bên đi. Phải mà ông bà phải mực cái gì là làm, phải mực mà phải bè cho con cháu cái gì đáng làm, mà cái gì không đáng làm. Mà thấy người ta lặt cái gì bỏ vào thùng rác để tặng cháu, cả con nên làm để làm thế nào cho là cái thôn Nam Trà chúng ta sạch sẽ, là không có rác, giáo dục con cháu để thành thử là nếp sống, mình quen này. Năm nay ba có chơi nặng hàn nè, thu nhập được đâu năm được ít, nhưng mà nhờ cho được vài cân mứa sản phẩm chứ năm nay cũng vẫn được nhiều cái đó, còn nhà là thu nhập được hàng trăm triệu. Thấy đã
thử bên tên đổ đất đổ ra để trong lại trong lại đấy đấy thứ nay lên trước trong lại hái hái mấy năm mới đâu trong lại. Được một kỳ khô một tốm hái lá cứ bắt đầu thu hoạch hái lá hai bên rồi về mình cả những lá chưa là làm người ta gọi một tốm hái lá 10 ngày thì bắt đầu thu hoạch một lần một tháng thu hoạch ba lần người 35 kg được 7 tấn ra giá thu nhập ngoài là được 1 kg là được 7 ngàn mà 1 tà là được 700 ngàn à, cho nên là cũng thu nhập cũng cao. Hiện tại trong thôn có trên 100 hộ làm trồng cây ăn quả tại khu vực của từng hộ gia đình. Cây ăn quả có mùi như cây cam, cây bưởi, bút cạch. Đến nay đã có gần 650 đoàn cán bộ nhân dân trong cả nước đã về với thôn Nam Trà học tập, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm. Đây là một điều rất phấn khởi, là một thành quả rất lớn lợi đối với thôn Nam Trà. Nói chung là cảm thấy tư tưởng rất thoải mái. Mình sống được 5 năm nhưng phải sống thêm 10 năm để mà hưởng cái thành quả lao động của mình này.